Là thông tin mới nhất về cơn bão số 3, hiện thì bão số 3 rất mạnh so với buổi sáng, hiện nay đang di chuyển chậm lại từ 5 đến 10 km/h. Và lúc 13 giờ ngày hôm nay thì bão mạnh cấp 12 giật cấp 15 cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 710 km. Dự báo trong 2 ngày tới bão sẽ còn tiếp tục mạnh thêm, có thể lên đến cấp 15 giật trên cấp 17 ở trên vùng biển phía đông bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc. Sau đó thì bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ vẫn mạnh cấp 12 giật cấp 15. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới sẽ là phía bắc vị tuyến 16 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 112,5 độ đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của sóng cao và gió giật mạnh. Trong chiều nay, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 đến 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến 14, giật cấp 17, biển động dữ dội.